Gần 560 dự án kêu gọi đầu tư vào 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố tổ chức vào hôm qua. Các dự án kêu gọi đầu tư lần này thuộc những lĩnh vực hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến, du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ, logistics, y tế. Trong đó tập trung nhiều nhất tại tỉnh Kon Tum với gần 160 dự án, Lâm Đồng gần 220 dự án và Thành phố Hồ Chí Minh trên 100 dự án. Trung tâm phân phối thuốc đã có ở Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Nhưng mà nó chưa có ở cho khu vực Tây Nguyên. Mong muốn của em là ban lãnh đạo ở Tây Nguyên có thể học hỏi cái mô hình đã có và lập ra một trung tâm phân phối tương tự ở Tây Nguyên. Tôi muốn kết nối cái vùng trồng nguyên liệu của bà con Đắk Nông để đưa cái hướng dẫn sản xuất cái tinh bột. Chúng tôi thu mua lại toàn bộ cái tinh bột đó để sản xuất miếng và xuất khẩu. Chúng tôi đang có cái kế hoạch là hợp tác với bên tỉnh Kon Tum để thu mua nguyên vật liệu từ giá gốc từ nông dân hoặc là có thể tỉnh hỗ trợ để ký kết hợp tác là đầu tư vùng trồng mà không phải nhập từ nước ngoài nữa. Để cụ thể hóa các dự án đầu tư trong thời gian tới, ngay trong khuôn khổ hội nghị cũng đã chứng kiến việc ký kết 11 bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, tạo ra cơ sở pháp lý cho việc hợp tác và đầu tư giữa doanh nghiệp với các địa phương. Đặc biệt không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc đầu tư các dự án trước mắt. Về lâu dài, các địa phương còn mong muốn dự án hợp tác của các nhà đầu tư đi vào chiều sâu và giải quyết được những vấn đề căn cơ của địa phương. Chúng tôi cũng mong muốn những nhà đầu tư nào mà đến là tham gia khai thác được cái tài nguyên, làm sao mà dẫn dắt được người dân chúng tôi, đặc biệt là đồng bào tộc thiểu số, tham gia vào cái chuỗi sản xuất đó, cái chuỗi cung ứng đó, để người dân là thấy được tự nâng cao cái thu nhập của mình. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau, dựa trên việc khai thác thế mạnh của từng địa phương. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Lãnh đạo thành phố mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm cầu nối, gắn kết phát triển, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả hợp tác đầu tư giữa thành phố với các tỉnh Tây Nguyên. Muốn làm được điều đó thì tôi đề nghị là các cái cơ quan của thành phố tổ chức theo từng nhóm, từng ngành, từng lĩnh vực, từng nhu cầu đầu tư và phối hợp với các tỉnh để đi xuống khảo sát thực tiễn, xem xét coi chúng ta có thể làm cái dự án gì. Ở đây thành phố mình là mình lo cho mình, mình thu hút đầu tư về cho mình, nhưng mà có những dự án mình không thể đáp ứng được thì mình phải tranh thủ cái này để mình giới thiệu cho bạn. Vùng nguyên liệu của thành phố là vùng nguyên liệu ở các tỉnh. Đầu tư cho các tỉnh là cũng là đầu tư cho thành phố. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý các doanh nghiệp thành phố nghiên cứu đầu tư hình thành trung tâm nguyên liệu vùng, đầu tư phát triển dự án từ gốc. Về phía các tỉnh nên sớm quy hoạch chi tiết, quy hoạch vùng, tạo cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư, cũng như cụ thể hóa nội dung hợp tác, từ đó nhằm mở ra cơ hội cho sự phát triển bền vững, hài hòa, đóng góp vào việc củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới.